các kiểu hàng khuy cơ bản của sút và cách cài khuy. 1. Kiểu sút jacket một khuy, cài khuy khi đứng và cởi khuy khi ngồi. 2. Kiểu sút jacket hai khuy, chỉ được cài duy nhất một khuy, đó là khuy trên cùng. 3. Kiểu sút jacket ba khuy, giống hai kiểu trên, không được cài khuy dưới cùng, cài khuy ở giữa hoặc có thể cài thêm khuy ở trên cùng. 4. Kiểu sút jacket hai hàng khuy, có thể bỏ cài hàng khuy dưới cùng hoặc có thể cài tất cả các hàng khuy, tuy nhiên không bao giờ được cởi hết khuy khi ngồi,